Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình chào buổi tối của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Hôm nay là Chủ nhật ngày 16 tháng 4 năm 2017 và tôi là Vi Dung. Tôi là Thúy Linh và ngay sau đây xin mời quý vị đến với những đầu tin chính trong buổi tối ngày hôm nay. Vụ cho bé người Việt bị sát hại tại Nhật Bản, bố của bé đã gặp gỡ cảnh sát để cập nhật tình hình điều tra và muốn được đối chất với nghi phạm. Trong chuyện tối nay, ca sĩ Ngọc Sơn giải thích vì sao dòng nhạc Bolero trỗi dậy thời gian gần đây và tiết lộ bí quyết trong quá khứ từng giúp anh trở thành ông vua nhạc xến. Cụ bà cao tuổi nhất thế giới người Italia vừa qua đời ở tuổi 117. Vậy ai sẽ là người thay thế cụ giữ danh hiệu này? Thưa quý vị, hôm nay ngày 16 tháng 4, bố mẹ của bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật Bản đã có mặt tại tỉnh Chiba để gặp gỡ cảnh sát nhằm được cập nhật về tiến độ điều tra. Anh Lê Anh Hào là bố của bé Lê Thị Nhật Linh cho biết cuộc sống của anh đã trở nên khắc nghiệt hơn từ khi cháu Linh qua đời và anh muốn đối chất với nghi phạm. Theo báo chí Nhật, anh Lê Anh Hào cùng một số người trong gia đình sẽ được nghe cảnh sát trình bày về tiến độ điều tra đến nay. Dù vẫn chưa thể biết ông ta có phải là thủ phạm thực sự giết người hay không, nhưng anh và gia đình muốn thủ phạm phải bị trừng trị. Anh Hào cũng muốn nói chuyện trực tiếp với nghi phạm. Trước đó, anh Hào đã khẳng định gia đình anh không quen biết nghi phạm Shibuya. Người này bị bắt tại căn hộ trung cư ở thành phố Masudo, tỉnh Chiba, cách nhà bé Linh chỉ 300 mét. Người đàn ông này bị cáo buộc vứt thi thể bé Linh gần con mương vào ngày 26 tháng 3. Kết quả giám định cho thấy ADN của ông ta trùng khớp với ADN trên các đồ vật của nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường. Cảnh sát Nhật Bản hôm qua cũng đã khám xét căn hộ của nghi phạm và phát hiện một sợi dây khả nghi. Sợi dây đã được chuyển cho phòng pháp y để kiểm tra liệu nó có trùng khớp với hình dạng và độ dày của hung khí. Đây có thể là bằng chứng quan trọng trong việc xác định xem là liệu ông Yasumasa có phải là hung thủ sát hại bé Nhật Linh hay không. Bởi trước đó kết quả khám nghiệm tử thi kết luận rằng bé Linh bị siết cổ bởi một sợi dây có bề rộng vài cm. À, và trước đó thì cảnh sát cũng đã kiểm tra và tịch thu chiếc xe hơi nhỏ của người này ở bãi đỗ. Chiếc xe trùng với hình ảnh phương tiện khả nghi thu thập được qua camera an ninh và cũng theo báo chí của Nhật thì nghi phạm Shibuya được cho là người có xu hướng ấu dâm thích đọc truyện tranh có hình ảnh các bé gái trong trang phục thiếu vải khi mà làm nhiệm vụ trợ giúp cho học sinh ở trên đường thì Shibuya rất là nhẹ nhàng với các bé gái nhưng mà lại nghiêm khắc và hay quát mắng các bé trai. Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua, ngày 15 tháng 4, trên quốc lộ 1, đoạn thuộc khu vực trạm thu phí cầu Đồng Nai, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, một thiếu tá cảnh sát giao thông đã bị xe tải vi phạm cán tử vong. Theo thông tin được từ Công an thành phố Biên Hòa công bố ngày hôm nay, ngày 16 tháng 4, thì nguyên nhân ban đầu được xác minh là do trong quá trình ngăn chặn xe vi phạm bỏ trốn, cảnh sát giao thông đã bám vào gương chiếu hậu của xe và bị trượt chân ngã. Theo đó, thiếu tá Lê Quang Minh là thành viên tổ tuần tra kiểm soát đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1 tại khu vực ngã ba Vũng Tàu, phát hiện ô tô tải đi từ hướng Đồng Nai thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu vi phạm. Tổ cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành, bỏ chạy được hơn 1 km, xe tải dừng lại trước trạm thu phí cầu Đồng Nai chờ mua vé. Lúc này thiếu tá Minh được một người mặc thường phục chở trên xe máy đuổi kịp. Sau vài phút tranh cãi, tài xế ô tô tải đóng cửa và nhấn ga bỏ chạy. Thiếu tá Minh bám vào gương chiếu hậu bị trượt ngã, bị xe cán tử vong. Theo một cán bộ điều tra, sau khi rời khỏi xe, tài xế bị người dân truy đuổi đã nhảy xuống sông Đồng Nai, bơi vào bờ trốn thoát. Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa liên lạc được với tài xế vi phạm. được biết là thiếu tá Minh có vợ và hai con, bé đầu 6 tuổi và bé thứ hai thì mới chỉ có 2 tuổi. Vụ việc trên là một lần nữa khẳng định là cảnh sát giao thông đúng là một nghề rất nguy hiểm. Công việc hàng ngày khiến họ phải đối mặt với nhiều đối tượng vi phạm. Nhiều đối tượng thì còn cố tình chống đối khiến cho các chiến sĩ cảnh sát giao thông của chúng ta phải rất là vất vả để đối phó và thậm chí là họ đã phải mạo hiểm hay là hy sinh đến cả tính mạng. Vâng thưa quý vị, rõ ràng việc truy đuổi xe vi phạm dù dưới bất cứ hình thức nào thì cũng luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm không chỉ cho bản thân cảnh sát giao thông mà cho cả tài xế và những người đi đường khác. Vậy làm thế nào để vừa không bỏ lọt người vi phạm mà vẫn đảm bảo an toàn? Cảnh sát giao thông Mỹ gần đây đã thử nghiệm một giải pháp mới được nhiều người ví giống như hình ảnh cao bồi quăng dây bắt ngựa và bắt bò ngày xưa. sản phẩm mới có tên grappler police bumper là ý tưởng công nghệ độc đáo giúp hỗ trợ cảnh sát giao thông của công ty mỹ stock enterprises cấu tạo của sản phẩm này bao gồm một khung kim loại gắn ở cản trước trên khung có sẵn dây bộ khung này kết nối với bảng điều khiển trong xe theo đó khi truy đuổi xe vi phạm khi ở khoảng cách thích hợp cảnh sát sẽ bấm nút giải phóng bộ khung sau đó tiến gần sát tới đuôi xe phía trước để những dây vải đang uh, sẵn cuốn vào bánh xe trước dùng lực phanh để buộc xe vi phạm phải dừng lại ở tốc độ cao khoảng 100 km/h trở lên nếu việc giữ dây giữa hai xe có thể nguy hiểm hoặc đứt dây, hãng này còn thiết kế dây theo kiểu à, tự thắt nút khi bị bánh xe quấn dẫn tới khóa cứng bánh xe giảm tốc độ Vào cuối tháng 3 vừa qua, vụ cháy khủng khiếp kéo dài 4 ngày tại công ty Quang Lung Meco tại Cần Thơ đã để lại những thiệt hại nghiêm trọng. Tưởng rằng vận hạn với công ty này đã qua thì ngày hôm nay, trong quá trình phục hồi sửa chữa, hỏa hoạn lại xảy ra, khiến cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải điều nhiều xe tới dập lửa. Vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày sáng nay, người dân thấy khói bốc lên từ công ty Quang Lung Meco thuộc khu công nghiệp Trà Nóc Cần Thơ. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Cần Thơ đã điều động 3 xe cứu hỏa và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được xử lý xong. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một số bình oxy và các dụng cụ của thợ Hàn. Nhận định ban đầu được đưa ra là có thể vụ hỏa hoạn do công nhân Hàn cắt kim loại làm tia lửa bắn xuống sàn nhà, bắn lửa vào vật liệu dễ cháy. Trưa nay, nhóm thợ Hàn 8 người của công ty đã được đưa về trụ sở công an để làm việc. Trước đó, sáng ngày 23 tháng 3, lửa bốc lên từ tầng 5 tòa nhà của công ty Quang Lung, Meco, kéo dài suốt nhiều ngày đêm sau đó, gây thiệt hại về tài sản có thể lên đến nhiều triệu đô la Mỹ. Tôi nhớ là hồi trước khi xảy ra cháy thì lãnh đạo công ty này từng có ý chê trách rằng lực lượng phòng cháy chữa cháy cứu hỏa chậm, nghiệp vụ kém nên phải sau tới 4 ngày thì mới dập sát dập tắt được hoàn toàn lửa. Thế nhưng với những việc để xảy ra cháy trong lúc khắc phục hậu quả hỏa hoạn thì rõ ràng là lãnh đạo công ty này nên tiên trách kỷ, hậu trách nhân có đúng không ạ? Vâng, à, khi mà nhắc đến những cái vụ hỏa hoạn thì chúng ta thường quan tâm tới là số người chết hay là thiệt hại về tài sản là bao nhiêu Nhưng mà quý vị và các bạn có biết là vụ cháy nào xảy ra trong thời gian dài nhất mà đến lính cứu hỏa cũng bó tay và đánh chấp nhận để cho nó tự tắt hay không? Xin được tiết lộ với quý vị là vụ cháy dài nhất lịch sử không phải là một tuần hay một tháng mà nó lên tới 15 năm Đó là vụ cháy bãi chứa lốp xe ở xứ Wales vào năm 1989 do một kẻ phá hoại phóng hỏa Đám cháy sau đó thì lan sang 10 triệu lốp xe ở bãi chứa. À, do là các lốp xe này kết chặt lại với nhau nên là lực lượng cứu hỏa đã không thể nào mà dập tắt được đám cháy và phải mãi đến năm 2004 thì đám cháy này mới hoàn toàn được dập tắt sau một thời gian âm ỉ vì đã không còn gì để cháy. May mắn là vụ cháy này không gây ra thiệt hại nào về người và thiệt hại vật chất thì cũng không đáng kể vì đó đều là lốp bỏ đi. ngày hôm qua khách du lịch tới lễ hội tràng an bái đính ninh bình đã có thêm một điểm dừng chân mới đó chính là làng thổ dân trên đảo đầu lâu một bối cảnh xuất hiện trong bom tấn kong điều thú vị có lẽ không phải từ những mô hình lều lán che lứa hay con tàu mô phỏng của đoàn thám hiểm mỹ mà chính là những người đóng vai thổ dân trong ngôi làng này họ không hề im lặng giống trong phim họ là những diễn viên quần chúng đã tham gia bom tấn công và có thể chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị xung quanh việc đã tham gia vào bộ phim này là làng thổ dân đã xuất hiện trong bom tấn công đảo Đầu Lâu. Làng nằm trong khu du lịch Tràng An, xã Ninh Xuân, Hoa Lư, Ninh Bình. Ngôi làng gồm 40 túp lều với từng ấy thổ dân sinh sống. Chúng tôi là thổ dân trong cái đảo đầu lâu thì những ngày thường nam giới là đi săn thú rừng để về ăn còn nữ giới thì Vườn giật rồi đi hái lá rừng cũng để sinh sống trong ngày cũng tháng thôi. Họ đều là những diễn viên quần chúng đã xuất hiện trong bom tấn công đào đầu lâu. Để vào vai thổ dân một lần nữa phục vụ du lịch, họ đều phải hy sinh vẻ ngoài của mình. Công việc này khiến nhiều người nhớ lại kỷ niệm tham gia phim công vào tháng 2 năm ngoái. Về mùi rét là chúng tôi phải cởi trần ra và phun nước vào người là cái điều thứ nhất và là cái kỷ niệm nhất là là rét cái thứ hai là khi mà uh, làm xong thì lúc mà tắm rửa thì lại lại càng khổ nữa sau khi phun thuốc để vẽ thì run lắm run nó run run nó không thể chịu được mà vẫn cứ vui và vui khi vào đến trường quay thì lại có những cái đoạn nó lầy lội mà. có những lúc cầm giáo đi bên cạnh ông khách tây ngã Tất nhiên, những gì tái hiện lại ngày hôm nay không thể so sánh được với sự kỳ công cho vai dê lên hình phim bom tấn Mỹ. Một số mô hình như máy bay, súng của lính Mỹ trong phim cũng được phục dựng bên cạnh các bờ suối để du khách chụp ảnh. Để đến được phim trường công School Island, du khách sẽ đi thuyền theo tuyến 2 trong khu du lịch Tràng An. Tạm biệt đào đầu lâu với vị vua khỉ khổng lồ công, chúng ta hãy cùng ghé thăm một hòn đảo đặc biệt khác ở Nhật Bản. Không có quái thú, khi đột hay là những thổ dân bí ẩn, hòn đảo này từ nhiều năm qua đã bị một loài vật quen thuộc xâm chiếm. Sinh sôi này nở chóng mặt và hiện có số lượng nhiều gấp 6 lần cư dân ở trên đảo. Đó là loài vật nào? Mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin ngay sau đây. Hòn đảo Aoshima nằm ở phía nam Nhật Bản 800. cách bờ biển tỉnh Ehime của Nhật Bản khoảng 30 phút đi tàu. Trong khi dân số của hòn đảo này chỉ là 12 người thì số lượng mèo của hòn đảo này lại lên tới hơn 120 con. Được biết những người sinh sống ở đây hầu hết là người lớn tuổi sống bằng lương hưu, công việc mỗi ngày của họ là chăm sóc và cung cấp đầy đủ thức ăn cho đàn mèo trên đảo. Người dân Nhật Bản lần đầu tiên di dân sang đảo Aoshima cách đây 380 năm về trước và xây dựng một ngôi làng đánh cá và đã mang theo mèo để chống chọi với chuột luôn làm tổ trên thuyền của các ngư dân. Nhưng cuối cùng, đàn mèo đã thống trị luôn cả hòn đảo này và kể từ khi được nhiều người biết đến vào năm 2015, đảo mèo này đã trở thành địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch và thậm chí là áp đảo cả số dân cư thường trú tại đây. Cụ bà người Italia Emma Morano được cho là dài nhất thế giới đã vừa qua đời hôm qua ngày 15 tháng 4, hưởng thọ 117 tuổi. Cụ cũng chính là người cuối cùng sinh ra trong thế kỷ 19 còn sống ở trên đời sau khi cụ qua đời bên cạnh việc bày tỏ sự tiếc thương thì nhiều người quan tâm vậy ai sẽ là người xoán ngôi vị người già nhất thế giới của cụ Murano với tuổi thọ 117 tuổi 37 ngày cụ bà người Jamaica Violet Brown đã trở thành người già nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại cụ Violet Brown sinh ngày 30/10 tháng 3 năm 1900 đó là thời điểm quê hương Jamaica vẫn còn là thuộc địa của đế chế Anh, quốc thời nữ hoàng Mộng Victoria. Bí quyết sống thọ của cụ Violet là ăn thả thành nhiều bữa nhỏ và không bao giờ ăn thịt lợn hoặc thịt gà, nhưng rất thích cá, thịt cừu và đôi khi là món chân bò. Cụ còn thích các sản phẩm trồng tại địa phương như khoai lang, khoai tây, sake, cam và xoài. Ngoài ra một bí quyết khác mà của cụ chính là làm theo 10 điều gian của Kinh Thánh, trong đó bao gồm việc sống hiếu kinh với cha mẹ có nhiều yếu tố để ảnh hưởng đến tuổi thọ của con người như là chế độ dinh dưỡng này chế độ tập luyện môi trường sống tác động hay là gen di truyền vấn đề đặt ra đó là nếu như tất cả mọi người đều già hóa một cách tự nhiên không bị bệnh tật được sống trong một môi trường trong lành và ăn thực phẩm sạch thường xuyên thể dục thì tối đa là con người có thể sống được bao nhiêu tuổi Bằng vâng, các nhà nghiên cứu và khoa học đã tìm ra được một ngưỡng nhất định mà con người không thể vượt qua, đó là 125 tuổi. Lý do là vì các tế bào trong cơ thể chỉ có thể phân chia tối đa 50 lần rồi ngừng phân chia và chết đi. Các tế bào cũng nhớ được số lần phân chia kể cả khi đông lạnh tới 200 âm 200 độ C để làm tế bào ngủ đông thì sau đó nó cũng không thể phân chia thêm để tái tạo cơ thể chúng ta. Do đó dù có cố gắng bao nhiêu thì con người cũng không thể trường sinh bất tử được ít nhất là với khoa học hiện nay. Thế nhưng mà lý do vì sao mà tế bào chỉ có thể phân chia được tối đa là 50 lần vẫn là một bí ẩn mà khoa học chưa thể nào giải thích được. Và cho đến ngày hôm nay thì trường hợp sống thọ nhất thế giới được ghi nhận đó là cụ bà người Pháp Jeanne Carmen, 122 tuổi và bà đã qua đời vào năm 1997. À, có nghĩa là vẫn chưa thể vượt qua được giới hạn 125 tuổi mà các nhà khoa học đã đặt ra. chào mừng quý vị đã trở lại cùng với chúng tôi trong tiểu mục chuyện tối nay vâng thưa quý vị bolero là thể loại được nhiều người còn gọi là nhạc xến nhạc vàng của một thời thì bỗng dưng lại trỗi dậy phát triển cũng như là sự lan tỏa chóng mặt của nó từ sân khấu phòng trà sâu ca nhạc lớn nhỏ cho đến các game truyền hình và cả các cuộc thi hát dành riêng cho bolero vì thế mà rất nhiều các ca sĩ trẻ mới vào nghề thì đã chọn bolero để định hình con đường âm nhạc của mình thế nhưng mà nhắc đến bolero thì có lẽ là không thể không nhắc đến một ca sĩ được nhiều người xưng tụng là ông Hoàng Nhạc Sến à, và chắc chắn khán giả đã đoán được uh, người ca sĩ đó là ai. À, vâng, đó chính là ca sĩ Ngọc Sơn và uh, rất vui vì uh, ngay lúc này trong trường quay của chào buổi tối thì chúng tôi đã được đón anh uh, Ngọc Sơn đến với chương trình uh, của chúng tôi uh, trong cái uh, chuỗi ngày mặc dù rất là ngắn anh ra thăm Hà Nội tuy nhiên anh cũng đã dành cho chúng tôi một khoảng thời gian rất vui được uh, chào đón anh Ngọc Sơn đến với trường quay của chào buổi tối của chúng tôi ạ. Xin chào Vi Dung, tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Dạ vâng, thưa anh. Để thay cho lời chào các khán giả của đài truyền hình kỹ thuật số VTC, thì anh có thể dành cho quý vị khán giả một vài những cái câu hát trong một cái ca khúc mà anh rất là tâm đắc từ khi mà mình mới đi hát cho đến tận bây giờ được không ạ? này anh công nhân chỉ bán hàng rong này anh bác sĩ hay chi phu đang quét đường này đôi huyến nước bạn bè muôn phương những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc xê Dạ vâng đúng là chất rộng của anh bao nhiêu năm nay vẫn như vậy Vâng anh Ngọc Sơn thân mến à, Vài năm trở lại đây thì dòng nhạc Bolero thịnh hành lại rất là nhiều so với những năm trước Và người ta thấy là những năm trước thì nó rất là im ắng và gần như là đã bị lãng quên rồi Vậy thì anh nghĩ sao về cái việc trở lại trong thời gian gần đây ạ à, Theo Ngọc Sơn nghĩ thì Bolero cũng chẳng đi đâu mà phải trở lại à, Tại vì Bolero nằm trong lòng của công chúng Và mãi mãi từ xưa đến giờ là như vậy từ anh nông dân bán hàng rong rồi tất cả các xe kẹo kéo không có thời điểm nào từ top ten làn làng sóng xanh cho đến tất cả các loại thể loại nhà khác xuất hiện thì bolero không bao giờ tắt trên những chiếc xe rong ngoài đường nghĩa là bolero nằm trong lòng mọi người trong tất cả những trái tim của mọi người việt nam đặc biệt là giới bình dân nhưng sau này thực sự nó nằm trong những người trí thức nhưng mà họ không nói ra thôi ngay cả anh bác sĩ trong Ngọc Sơn những anh rể bác sĩ của Ngọc Sơn rồi các trường y khoa cũng rất là thích nhạc bolero các nơi cũng vậy nhưng vấn đề vấn đề mấu chốt là truyền thông truyền thông mình chưa có công nhận ngày xưa thấy tại vì chúng ta sống trên cái gọi là môi trường và một đất nước quá độ phát triển lên thời kỳ đang phát triển rực rỡ và âm nhạc không mọi thứ mọi người cũng muốn là cho phát triển mới mẻ hơn nữa cùng với các vùng quốc Nam Châu nhưng vì tiếng nói người Việt Nam là mình đã định hình từ bốn ngàn năm văn hiến nó âm giọng từ cao thấp nhẹ nhàng trầm bổng rồi và tình cảm người Việt Nam mình quá sâu đậm cho nên cái âm nhạc là trữ tình là bolero người ta gọi là nhạc trữ tình đúng không nhạc xến xến có đi trữ tình có đi ai mà biết ướt khóc nhè hoặc là nghe cái gì về cải lương hoặc một tí gì nó dân ca mang trữ tình thì bảo là xến thì cũng đó là xến nghĩa xến tình <laughs> à, ngọc sơn cũng vui vì bolero chính thức là một dòng nhạc được giới truyền thông xem là một dòng nhạc không phải là dòng nhạc quý mị nữa mà một dòng nhạc tiên tiến phát triển và đã làm cho bóng thêm về dòng nhạc bolero. Vâng, à, tôi nhớ là anh Ngọc Sơn bắt đầu hát từ những cái năm đầu của thập niên 90 tức là cũng rất là lâu rồi. 7, từ dạ 7, vâng. 90 từ... thì ra Hà Nội. Dạ, trước cả những năm 90 ừ. nữa đúng không ạ? Và đến nay thì là rất là lâu rồi vậy thì anh nghĩ sao về những ca sĩ trẻ hiện nay họ đang hát dòng nhạc bolero này à, và anh có cảm thấy là mình có phần nào lạc lõng giữa cái thời bolero hiện nay hay không ạ? À, lạc lõng thì Ngọc Sơn là Bolero mà mất gì phải lạc lõng với Bolero nó quá thân thiết với mình. Vâng. Ca sĩ bây giờ thì à, được được cưng nhiều quá đi. Vâng. Ngọc Sơn cũng hơi khó nói là tại vì mới hát được vừa vừa tí thì bao nhiêu chương trình lăn xê cũng là điều tốt thôi. Vâng. Nhưng sợ các em chủ quan hay chăng? Vâng. Rồi rèn luyện đôi khi bài này không thuộc bài kia, đôi khi tập luyện chẳng lẽ mình nói. Ngọc Sơn phải nó khuyến khích, khích, cho tất cả các em đang đi thi các chương trình game show truyền hình và tất cả các em nào muốn làm ca sĩ phải cố gắng rèn luyện hơn nữa. Chứ Sơn thấy là rèn luyện như vậy cũng chưa đủ đâu. Thấy là có khi tập nhiều bài để lên quên lời này nọ đủ thứ hết trơn á ngọc sơn thấy là các em bây giờ uh, sơn không nói về về tài năng nữa mà sơn nói về sự lao động sự ý chí thì còn kém ngày xưa nhiều lắm. vâng tức là các bạn là trẻ bây giờ còn phải rèn luyện. Quan, đúng rồi chủ dè quan luyện. nhiều quá. dạ vâng phải rèn à. luyện rất là nhiều. Uh, đúng như anh nói là bây giờ chúng ta thấy là trên truyền hình có rất là nhiều những cái game show về cái dòng nhạc boro uh, và uh, khi mà chúng tôi theo dõi chúng tôi quan sát thì cũng thấy là dường như trong những cái chương trình này thì những cái ý kiến đưa ra của anh hay là những lời nhận xét của anh thì luôn khác thậm chí là đối lập với các huấn luyện viên khác. không phải đối lập mà ngọc sơn nhận định theo kiểu khác kiểu chuyên môn tại vì từ những lời nói của ngọc sơn sẽ các em sẽ cảm thấy để học tập hơn ngọc sơn muốn đưa các em vào chuyên môn để và rèn luyện chuyên môn hơn là những game show chỉ đem tiếng cười thôi đem tiếng cười là một điều tốt nhưng mình lòng trong tiếng cười và sự học hỏi vì ngọc sơn có một cái hành trang nếu mà nói thì nói bao nhiêu đời với hết đó là cái cái bí quyết chân truyền của mình và mình rèn luyện từ lâu nay mình có một nhiều điều muốn nói với các em lắm tại sao mình hát ngọc sơn hát không bị khăn tiếng <laughs> là cái giọng hát khủng khiếp khi mà ngọc sơn ra hát thì ngọc sơn chỉ vài phần trăm của công, công lực của mình thôi trong một trăm phần trăm hát ít lắm dây thanh đới sẽ chắc mà không bị khàn vâng. mà hát bằng kiểu nào mà không bị mệt dây thanh đới đó là những cái kỹ thuật ngọc sơn mà một cả trong một thế giới trong sách mà học thuật về 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 khẩu hình về hát thì họ chưa có chưa viết ra được ngọc sơn muốn viết ra bằng hành động người ta nói tai nghe không bằng mắt thấy nhưng mắt thấy không bằng tai nghe để chính ngọc sơn thị phạm cho các em và các em học ngọc sơn muốn cái thế hệ sau này phải là 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 nối bước cái đàn anh đi mạnh hơn nữa vâng đó là đang ý ý tưởng và con đường ngọc sơn đang đi là như vậy à, trước khi mà tham gia vào một số những cái game show truyền hình như hiện nay thì à, chúng tôi thấy là cái cuộc sống của anh cũng khá là yên ổn gần như là tránh hết cả những cái bài báo ở trên các trang báo nhưng mà hiện nay thì có vẻ là mọi người quan tâm đến cái đời sống của anh nhiều hơn có phải là lúc trước thì anh không thích đưa cuộc sống của mình lên báo hay không ạ? Thật thực sự thì mỗi người có một cái point of view, những người có một quan điểm khác nhau, có cách sống khác nhau. Thì mình đưa cái cách sống của mình lên đây sợ nó bị người, người ta nhìn cái có thể bị lạ quá không mà dị hợm hơn. <laughs> Thế như vậy, nhưng cuối cùng mọi người ngọc Ngọc nhìn thấy ngọc xinh khỏe mạnh. Thì ví dụ người ta nói là, ủa tại sao ngọc uống nước ăn rau không mà khỏe như vậy? Tại vì cái tố chất dinh dưỡng của con người nó khác. Mỗi người một cách khác thì mình không nên khuyến khích người ta ăn như mình hoặc là đầy tạ khi mọi người thách thì ngọc sơn biết biết thừa rằng không ai hít đất lại ngọc sơn hết bây giờ hiện tại bây giờ cả việt nam mà tất cả các phòng tập và tất cả những vận động viên ngọc sơn lại, nếu hít đất không bao giờ bằng ngọc sơn được ngọc sơn đo sức mạnh đó là ngọc sơn khoe về sức khỏe về giọng hát dưới thanh đới thì cực kỳ chắc quá chắc tại vì nhưng mà nếu người ta nghe nhạc thì mỗi người nghe một kiểu nhạc khác nhau mỗi người một bông hoa khác nhau, Ngọc Sơn một bông hoa. Thí dụ em này em khác bông hoa, người ta phải món phải ăn nhiều món. Nhưng mà Ngọc Sơn nói về riêng mình, bông hoa Ngọc Sơn một cây hoa rất tốt. Bây giờ đã trở lại Ngọc Sơn tập 2 tại vì 30 năm ca Vâng, <laughs> dạ, vâng. À, chúng tôi có một câu hỏi hơi tế nhị như thế này, một chút không biết anh có thể trả lời được không? Đó là cái mức cát-xê của anh ở thời kỳ đỉnh cao, thời kỳ hoàng kim là như thế nào ạ? Thời kỳ đỉnh cao thì hồi đó đi cho anh Trần Bình khi mà thi làm nhạc nhẹ 89 tại uh, Nha Trang. Ngọc Sơn đạt giải nhất ca sĩ xuất sắc nhất với bài Thuyền về biển. Anh đã anh Trần Bình và mời Ngọc Sơn vào gala 90. Vâng. Gala 90 là rất thật là dung là Sơn là người ca sĩ đi Ngọc Sơn um, um, Ngọc Ánh um, Thi Nga và chị Cẩm Vân Ngọc Sơn là giá thấp nhất Ngọc Sơn một trăm rưỡi nghìn Rồi <laughs> à, <laughs> <laughs> đó là giá thấp nhất à, Bà Ngọc Ánh thì dài, hình như là ít hơn Ngọc Ánh với chục Ngọc Sơn thích Ngọc Sơn thì dễ lắm uhm, thì Dạ là vân vân Khi mà thấy người ta gấp đôi giá mình Ngọc Sơn ngày hát đầu ngày đầu Lại đi lòng mẹ lại đi Tiếp lắm Sau là hát ao hết có ngày năm suất đó một hiện tượng cả một thế giới bây giờ cũng không ai lập lại được kỷ lục một tháng 100 trăm mà hát tiếp tục hát nữa <laughs> tại công văn hóa việt sô chỉ có người hà nội tình yêu mãnh liệt như vậy một trái tim đỏ thủ đô mình với có hiểu được ngọc sơn à có nghĩa là tìm được một cậu bé thì mình cũng chẳng biết là sao người ta yêu mình đến vậy ngọc Đúng sơn mà. hạnh phúc lắm và như ngọc sơn rất đàng hoàng của tiền bạc ngọc sơn nói với anh bình anh bình ơi em không có đời lên lương Ngọc sơn không có tham lam nghèo cho sạch rách ra cho thơm à, à. giữ cái, cái khẳng khái ngọc sơn luôn dạy học trò mình sau này lớn lên cũng vậy còn lương của ngọc sơn đi ngọc sơn đi với đoàn thì có khi đoàn mưa gió ngọc sơn chuyển tiền ra giúp khóc lóc mượn mà nói mẹ ăn để con làm gì kệ con đi về là mượn tiền với người bạn ra giúp, không bao giờ Ngọc Sơn đòi tiền. Vâng. Ngọc Sơn, cái tiền của Ngọc Sơn là cái nhân nghĩa của Ngọc Sơn, nhân cách của Ngọc Sơn, nhân cách sống của Ngọc Sơn. Khán giả có lẽ là cũng không thể uh, uh, hình dung được cái thông tin mà anh vừa chia sẻ đó là ở cái thời kỳ mà anh đỉnh cao hoàng à. kim nhất anh hát với mức MCSC là 150 000 đồng đúng không? À, dạ vâng, lại là thấp nhất. À, vâng anh Ngọc Sơn thân mến, nếu như mà những người mà yêu mến và à, theo dõi anh bao nhiêu năm nay thì chắc hẳn là mọi người cũng biết là anh rất hay có những cái câu chia sẻ à, à, rất là đặc biệt gây được nhiều sự chú ý. Anh có thể lý giải về cái điều này? này như thế nào ạ? À, Cái chia sẻ Ngọc Sơn thì uh, um, thì uh, giống như Ngọc Sơn của đại gia đình bình dân giản dị, tính tình dễ thương. <cười> vâng. <cười> à, anh lúc nào cũng vậy, tính tình dễ thương. Rồi uh, hay là nhìn lên thì chẳng bằng ai, ngó xuống lại thấy còn may lắm rồi, muôn vui nhìn lên thì chẳng bằng ai ngó xuống lại thấy còn may lắm rồi luôn vui và sống yêu đời mặc cho tai họa tơi bời xảy ra không trách người tự trách ta không thù không oán đó là ngọc sơn dạ vâng mọi người cũng rất là thật đúng không ạ vâng một câu hỏi cuối cùng cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng tôi à, có lẽ là cũng rất là nhiều người đã hỏi anh rồi nhưng mà chúng tôi vẫn muốn hỏi lại không biết là ở cái thời điểm này anh có muốn chia sẻ với chúng tôi không đó là liệu anh có ý định là sẽ cưới vợ và có con hay không ạ chứạ, um. nói chung là trên đời thì ai cũng có đôi ngọc sơn thì vẫn lẻ loi một mình nhưng sơn có đại gia đình <laughs> tâm tình à nhưng sơn có đại gia đình gặp nhau ca hát tâm tình rất vui, cảm ơn vâng. đại gia đình rất nhiều. Ngọc Sơn cũng mong rằng sẽ có một tình yêu cũng chờ đợi một tình yêu cũng yêu như bao chàng trai khác. Tại Ngọc Sơn là một chuẩn men, à, một chuẩn men men hoàn toàn một trăm phần trăm, không có một phần nào pha chút nào. Nói thật để để xác định cho rõ ràng của vâng. mình rõ ràng à, cũng à, sức khỏe thì rất là cường tráng, vâng. cũng sẵn sàng có con thôi. Nhưng vấn đề cưới vợ con là duyên trời duyên số. Vâng. Ngọc Sơn thì nói ra câu này thì đụng chạm sợ đụng chạm câu khác nhưng ngọc sơn không bao giờ hai vợ ngọc sơn nếu cưới vợ chỉ một người mà sơn, ngọc sơn yêu rất là trung thủy ngọc sơn yêu rất rất là trung thủy và và tình cảm của mình chứ ngọc sơn sợ cái chuyện là cưới vợ rồi tan vỡ cô này cô kia thì không được, vâng. tại vì ngọc sơn nói thật đã mua bảo hiểm rõ rồi. À, tức là mình. anh vẫn đang chờ đợi một cái tình yêu đích thực được. và chờ đợi một người vợ duy nhất trong cuộc đời của đúng mình rồi. đúng không? dạ vâng. một lần nữa rất cảm ơn ca sĩ ngọc sơn vì đã dành thời gian đến với trường quay của chào buổi tối với những cái câu chuyện anh chia sẻ về cuộc đời của mình cũng như là về sự nghiệp của mình rất là chân thành, rất cảm ơn anh. vâng, thưa quý vị và các bạn tới đây thì thời lượng dành cho chương trình chào buổi tối của chúng tôi cũng xin được dừng lại. cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt.